Quyện Châu Thành vừa tổ chức họp chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quyện Nguyễn Giang Khải, Quỹ viên Ban Thường vụ Quyện Quỹ, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân Quyện Phạm Giang Thật. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến khảo sát kết quả thực hiện nội dung tiêu chí về môi trường, chất lượng môi trường sống trên địa bàn quyện vào ngày 4 tháng 10 năm 2024. Nội dung khảo sát tập trung vào các mô hình phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn, trang trại hoặc khu chăn nuôi tập trung có công trình, mô hình xử lý tái chế chất thải hữu cơ, điểm thu gom lưu giữ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện tuyến quyện, công trình xử lý nước thải sinh hoạt của khu dân cư. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, lãnh đạo quyền đề nghị các xã thị trấn triển khai ra quân dọn cỏ, rác tất cả các tuyến đường trên địa bàn mình quản lý, chỉnh trang các tuyến đường mẫu, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các công trình cấp nước, duy trì nguồn nước sạch đảm bảo các nội dung hoàn thành trước ngày 3 tháng 10 năm 2024.